Xui em có má hồng để người quân tử chưa trông đã thèm. Úi dồi. Các bạn thấy người phụ nữ lực điền tay cầm cuốc chân đá ống bờ ở kia không? Đấy chính xác là hình ảnh người yêu tôi mỗi khi vác hàng nóng đi tìm tôi. Các bạn nghĩ là tôi hèn lắm đúng không? Ừ tôi hèn thật. Đừng vội vàng chờ anh theo tôi, ngại nhường gì mượn. Cứt rơi xuống xé lòng kẻ sĩ, nước bắn lên cũng chỉ thêm sầu. Ngồi ỉa mà lòng quặn đau, nhớ người con gái đã lâu chưa về. Mày độc ác lắm Linh ơi. Rồi từ khi em giận em hờn, giấc mơ anh cứ chập chờn thâu đêm. Ngày xuân trời đất êm đềm, còn anh tức tưởi lệ hoen má đào. Tôi cứ tự hỏi là không biết vợ mình có yêu mình thật lòng không. Bởi vì người ta bảo ấy là biết đâu là vợ tôi yêu tôi chỉ vì tôi đẹp trai quá. Cậu cũng đáng yêu đấy, tớ cũng đáng yêu. Chúng mình đi với nhau là đẹp đôi đấy. Anh ơi, đôi môi này chỉ ăn được cá, đã bao giờ hôn má ai đâu. Chạy 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 chạy. Đến tận bây giờ tôi đạt được nhiều thứ để tự hào lắm, nhưng tự hào nhất vẫn là có được cô ấy. Vì như lời mẹ tôi dạy, muốn mua đồ không cần nhìn giá thì phải lao động không cần nhìn giờ, hiểu chưa? Các bạn sẽ hỏi là tại sao ông muốn giàu mà ông lại đi làm nông làm gì? Sao không đánh bạc đi? Bạn ơi, cờ bạc người chơi là người bạn, người đánh mãi là người thua, chỉ có người A-dua là người luôn luôn thắng, hiểu chưa? Tôi phải làm giàu bằng chính thực lực của mình, hiểu không? Nói chứ ngoài kia đầy những con ma nhà họ Xạo tên đệm mặt. Cẩn thận vào các bạn ạ, nó đưa cho cốc nước cũng phải để ý. Lớ ngớ nó cho cái gì vào thì trong cơn phê lại như tiếng gọi của Perry. Thì chết dở bạn ơi. Tôi bảo các bạn này, quy tắc để bắt chuyện với một người phụ nữ ấy là bạn phải tìm ra được điểm chung giữa mình và người ta. Người ta đang uể oải kìa, mà uể oải thì một là nghiện, còn hai là làm quá sức thôi. Anh nhìn mặt em thôi là anh biết em không thích mụ tiên rồi. Ui thế là mình giống nhau rồi đấy. Anh xin tự giới thiệu, anh là một thanh niên nói văng vẻ một chút thì là chuyên cần, còn nói thô thì là nghiện ấy. Thế là mình hợp nhau đấy. Có điểm chung đổi sao nữa, phải cho họ thứ họ cần, hiểu không? Phải thấu hiểu chút, người ta mệt mỏi cần được chăm sóc thì mình phải ga lăng phục vụ người ta. Chứ cái đám mà cứ nhận mình là good boy rồi coi phụ nữ đến với mình là điều hiển nhiên ấy, thì chỉ có là cô hồn mang tâm hồn của chó thôi nhá. Em ơi, anh thì em ba cũng thiếu thốn tình cảm ấy, nhưng mà bảo anh là nổi máu anh hùng biết ga đá số không chốt bánh le thì quá đáng lắm ý. Anh tin là dưới địa ngục có chỗ dành riêng những con rắn độc như em ạ. Làm sao để sống ngoài tự nhiên? Đừng chết. Làm sao để có người yêu? Đừng ế. Thế thôi.